Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Mai Hoàng Tuệ. Bây giờ là hiệp thứ hai của trận bóng chuyền giao hữu giữa các trường trung học cơ sở Nghi Công, trung học phổ thông Nghi Lộc 2 và các trường Liên Quân của cấp 2. Xét thứ nhất thì trường Nghi Công đã giành chiến thắng 1-0. Bây giờ là xét thứ hai. Giao bóng. Vẫn còn. Rất đáng tiếc, bóng đã ra ngoài sân. Quỳnh Anh bỏ bóng ra ngoài sân. Điểm 1-0 cho đội Nghi Công. Rất tốt. Một đều. Thầy Nguyễn Quốc Huy vịt bóng. Cường đưa bóng. Đập qua sân. Điểm 2-1. Bóng không qua lưới. Bóng không ra ngoài sân. Đội vừa được bóng cho trường trung học cơ sở điểm 2-2. Thầy Cường vượt bóng. Đập bóng. Bóng qua sân. Tiếp tục bóng ra ngoài sân. Tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công. 3-2. Thầy Cao Cường đập bóng. Như vậy là số 2 không tốt. Tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công. 4-2. Tốt. Đàn bóng tốt. 3-4. Đối với đội bóng trước trường trung học ở trường phổ thông Nghi Lộc 2. 3-4. Thầy Quỳnh Anh giao bóng. Đặt bóng rất tốt. Phòng ngự đội bóng xuất trường trung học cơ sở Nghi Công 5-3. Thầy Quang Công giao bóng. Bóng ngoài sân. Đẩy bóng ra ngoài sân. Điểm 4-5 cho Nghi Lộc 2. Phổ thông Nghi Lộc 2 4-5. Thầy Cường ra bóng. Đấy.
Nam đều. Trong vòng tốt tiếp tục dùng bóng từ như là hai năm đều bên chúng ta cho một hàng vào đây. Một động viên cho hai đội thi đấu. Tại vòng tốt tốt từ bóng rơi từ đây tiếp tục từ bóng từ như là hai sáu năm. Bước một công tác tiếp tục được bóng chung như là hai bảy năm. Tiếp tục được bóng chung như là hai tám năm. Nghi công xin hội kỹ thuật. Tôi Đức đã ra một xin hội. Đây ban chúng ta tổ chức chúng ta sẽ quan sát trông cho các hai đội chúng ta giảm xếp tỷ số. Thì bên Nghi Lộc 2 có sự thay đổi người. Thầy Quyền Anh ra sân, thầy Khánh vào sân. Điểm số bây giờ là 8-5. Tốt. Vẫn còn. An toàn. Vâng, một pha đánh bóng của thầy Phương Anh. Một pha bỏ nhỏ rất hay của cầu thủ Phan Hòa. Hòa đập bóng rất huy động nhưng thủ bóng tốt của cầu thủ Minh Tiến. Rất hay, một pha đánh bóng rất tốt của thầy Phương Anh rất tốt. Thầy Nguyên, vâng, đánh bóng ra ngoài. Bóng vào sân. Bây giờ là 9-5. 9-5, các cầu thủ từ cầu thành công cố lên. Phải nói là xếp bóng rất nảy lửa của cầu thủ hai bên rất tốt. Thầy Phương Anh cũng pha đánh bóng rất hay. Thầy Hoa đập bóng và tốt. Bỏ bóng vẫn còn. Một điểm so với nhau là 10-5. Không qua của thầy Cường. Điểm cầu thủ thứ hai 10-5. Và vào thầy nói rằng là xếp bóng này các cầu thủ thứ hai đánh rất tốt, đang ghi dần điểm trước các cầu thủ trường học cơ sở Minh Công. Rất hay, vâng, không qua bỏ bóng bỏ dở rất tốt của thầy Phương Anh. Đối với các cầu thủ trường học thành công của bây giờ là 6-10. Xin giới thiệu về trọng tài Phạm Sơn là một trọng tài quốc gia. Hôm nay đã bay từ Hà Nội về. Bóng không có lưới. Các cầu thủ Văn Hùng đối với điểm các cầu thủ như là 2-11-6. Các cầu thủ trường học cơ sở Minh Công cần phải chắc chiêu hơn trong những pha bóng. Thầy Hùng Thế Anh rất tốt. Vâng, một pha xử lý bóng tương đối rất tốt của anh. Bóng qua sân. Đối với điểm các thủ trường học Minh Công 7-11. Phải nói một pha bóng truyền pha rất tốt của cầu thủ Văn Xu Huy. Nhưng cầu thủ Minh Hòa đã đánh bóng ra ngoài rất tiếc. Đã có một trường hợp rất hợp lý khi đánh về đội tuyến của học sinh công. Tốt! Rất tốt! Vâng, phải nói là cầu thủ Văn Hòa càng đánh càng hay. Tiếp tục đến cầu thủ Nghi Lộc 2, chúng tôi bây giờ là 13-7. Nào tay đánh tiếp đấy.
và bây giờ Văn Hùng, Bùi Trần Quang, Võ Hùng và Phai. Ông Huỳnh Nguyên, Đặng Bá Đức đang ra sân chỉ đạo người phải quyết tâm hơn trong trận đấu thứ hai này. Rất tốt vừa rồi mạnh cơ của pha vít bóng rất hay. Cao Cường Thành rất xuất sắc. Phải đây là tuyển hai rất tốt của cầu thủ Cao Cường. Vừa cầu thủ pha đánh bóng lưới rất là tốt, rất kinh nghiệm. Đối với điểm các thủ ghi công 8-13. Thầy Tuấn Anh vít bóng. Một pha đánh bóng rất tốt của cầu thủ Văn Hòa. Với ghi lực 2, 14, 8. Phải nói càng đánh ghi lực 2 càng hay. Và bây giờ đang tạm thời dần điểm trước ở các cầu thủ ghi công 14, 8. Các cầu thủ ghi công số lên. Quang Trung rất nhanh, nhưng bóng ra ngoài rất tiếc. Tiếp tục điểm các cầu thủ ghi lực 2, 15, 8. Cao Cường, vâng, vừa một pha dự bóng rất tốt của cầu thủ Cao Cường, rất hay, vâng, một pha đánh bóng hết sức mạnh của cầu thủ Quang Cường, một đội tuyển trường cấp 2 không, đối với điểm các cầu thủ Quang Cường tấn công 9-15. Phải nói đây là một giải bóng rất là xuất sắc trong những trận đấu các cầu thủ chơi hết mình. Quyền phát bóng bây giờ là cầu thủ Hùng Tiến và tường công sẽ đi công. Quang Trung đánh lên lực nữa và ăn điểm tiếp. Điểm các cầu thủ đi công 10-15. Bóng không qua lưới. Vâng, Bùi Tiến cứ bóng không qua. Đối với điểm cầu thủ ghi lực 2, 16-10. Cầu thủ ghi công cố lên. Vâng, một pha vít bóng rất tốt của cầu thủ Văn Hòa. Điểm thứ nhất cho cầu thủ ghi lực 2, 17-10. Các cầu thủ ghi công cố lên. Không tập trung, các cầu thủ đi công không tập trung. Tiếp tục đến các cầu thủ 2, 18-10, các cầu thủ đi công tập trung hơn. Rất hay, một pha sút bóng lưới rất tốt của cầu thủ Quang Trung. Nhưng chưa đủ chưa đá vào bóng này. Ngày mai sẽ đi kiếm lúc bật này. Lớn rồi, vâng, trọng tài lớn. Đánh lại, đánh lại. Vâng, sẽ đánh lại vào bóng này. Vâng, một pha. Lại, lại. Vâng, trọng tài chúng ta đều là đánh lại vào bóng này. Vào bóng này. Vít bóng thông qua, rất tiếc. Đối với điểm các thủ cấp 2 công 11-18. Quyền phát bóng bây giờ thuộc về các cầu thủ ghi công. Người phát bóng là Cao Cường. Quyền hai của đội tuyển quốc gia ghi công. Lượt hai, một pha xử lý bóng trên lưới tay của Bảo Thanh. Hoàng Hưng, vâng, đó là Hoàng Hưng. Hoàng Hưng rất tốt, Hoàng Hưng vừa phát bóng rất tốt. Tiếp tục điểm các thủ ghi công 12-18. Bóng một pha bóng rất tiếc của cầu thủ Nghĩa Hai. Chúng ta cần phải thay đổi công như vậy. Tiếp đi.
Vâng, chặn bóng ngay của Hoàng Vương. Lại là Cao Phương. Hoàng Vương có bóng rất nhẹ. Vâng, phải đi bóng. Nhưng sao bóng qua lại cả hai bên. Vâng, cho thủ Hoàng Vương đặt bóng ra ngoài. Điểm cho thủ Hoàng Vương 19-13. Một pha ánh bóng rất lợi của thủ Trung Nguyễn và đến các cầu thủ thứ hai 20-12, các cầu thủ 13, các cầu thủ đi công cố lên. Một pha thích bóng lâu của Lạc Thanh đối với điểm các cầu thủ Nguyễn Lực ở đi công 14-20. Vậy là pha bóng rất là bóp phanh của các cầu thủ Hà Dương. Hôm nay được có một pha chơi bóng tên lửa rất tốt. Xuất hiện. Vâng, liên tục. Những pha rất lớn của cầu thủ Hà Dương. Và cuối cùng điểm đã thuộc về các cầu thủ Lộc Hai. 21-14. Bóng chạm chín. Điểm các cầu thủ Lộc Hai. 22-14. Các cầu thủ thành công cố lên. Một pha đánh bóng ra ngoài của thủ Hoàng Vương. Phải nói rằng là đội hình của chúng tôi hiện nay đang còn rất dày dặn. Các cầu thủ chúng tôi cố lên. Điểm các cầu thủ Nguyễn Lực 2-23-14. Hút bóng ra ngoài chân. Bốn điểm của Thanh Công 15-23. Cầu thủ Huy Văn Trung Huy với một pha đánh bóng rất quy luật và điểm số bây giờ là 24-13. Vậy là còn chúng ta một điểm nữa, các cầu thủ Quy Luật hai sẽ giành chiến thắng trận đấu thứ hai này. Các cầu thủ đội Thanh Công cố lên. Và trận đấu thứ ba chúng ta sẽ thi đấu 15 quá. Vô cái sẹp đó. Dạ. Tuấn Anh rất tốt. Phải nói là phải không rồi, Tuấn Anh cầu thủ trung tâm của đội tuyển trường Đông Thành Công có một pha rất uy lực. Có thế đâu. Quyền phát bóng thuộc về các thủ công, cầu thủ thứ sáu là Xuân Nguyệt. Chuyền hai của đội tuyển trung học tấn công. Phá rất tốt. Vâng, phải nói là một pha rất liệt của cầu thủ Văn Hòa và kết thúc trận đấu thứ hai với con số là 25-16 thuộc về các thủ nghiệp hai. Chúng ta sẽ quay lại trận đấu thứ ba với con số là 15. Như vậy là trận thứ hai trường trung học cơ sở Nghi Công và trường phổ thông Nghi Công hai tạm thời là với tỷ số là 1-0. Hai đội đang có tỷ số là 1-0 thì chuẩn bị hiệp đấu thứ ba. Hiệp đấu thứ ba thì với thể thức là 15 quả và 8 quả đổi sân. Quay lại quay lại cái diễn biến trên sân. Không có điện thoại đẹp á. Đẹp điện thoại đẹp. Xếp cầu thứ ba chúng ta thi đấu 15 quá. Như vậy trong tay chú ý pháo xếp cầu thứ ba 15 quả đội nào chuyển thắng thì đội thắng
sẽ tiếp đội liên quân thành hợp sẽ đánh với đội cầu thua đội nhì lập hai tiểu công phải vào sân đi. Như vậy là trọng tài chính là thầy Phạm Hồng Sơn đã ra hiệu cho hai đội tiếp tục thi đấu set thứ ba là với điểm số là 15. Đội nào gần 8 điểm chúng ta sẽ tiếp tục đổi sân và tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo là set thứ ba là điểm số 15.